vọng tâm tà ý tiêu phước thiện, chánh niệm tinh cần đạt công phu. Kala út, Kala thứ và Kala cả là ba anh em ruột sống tại Setavija. Kala út và Kala cả thường đem 500 cổ xe ngựa ra nước ngoài mua hàng về cho Kala thứ bán. Bây giờ họ đang trên đường đến Sáp Vệ và dừng lại nghỉ giữa Sáp Vệ với Kỳ Viên. Một hôm, Kala cả thấy rất nhiều Phật tử thuần thành cầm qua đi lễ Phật nghe pháp. Ông dặn người em coi chừng xe cộ và cùng theo họ đến chùa cầu kinh thính pháp. Hôm đó, Đức Đạo Sư thuyết giảng về sự hiện hữu của khổ đau, cảnh vô thường sanh diệt của ngũ uẩn và sự mê muội đắm chìm trong dục lạc. Cảm nhận được lẽ thăng trầm biến dịch của kiếp người và vạn vật, ông trở về giao toàn bộ tài sản cho người em, rồi đến xin Đức Thế Tôn xuất gia. Kala út hết lời khuyên can anh mình nhưng không được. Cậu bèn sắp xếp công việc theo anh làm sa môn, với ý nghĩ rằng sau một thời gian cậu sẽ hoàn tục và đem anh cậu về. Kala cả tu hành rất tinh tấn, và sau khi thọ giới tỳ kheo, sư tự thấy mình tuổi cao sức yếu, không thể thực hành đạo nghiệp qua việc nghiên cứu kinh văn, nên xin Đức Thế Tôn tu theo pháp môn quán niệm. Và thế là sư được phép đến Gò Thiêu tu tập. Sa môn Kala đến gặp Kali, một phụ nữ quản lý Gò Thiêu, và được bà yêu cầu: Bạch thầy, trong khi tu tập tại Gò Thiêu, thầy không được ngủ ban ngày, phải có nghị lực và toàn tâm toàn ý. Và trong khi họ mang xác chết vất bừa nơi đây, con sẽ đặt thi hài lên giàn thiêu với đầy đủ hương hoa lễ nghi cúng bái. Nếu thầy không ngộ đạo, con sẽ đốt trụ giàn thiêu, kéo xác ra ngoài, băm ra từng mảnh, rồi vứt chúng vào ngọn lửa hung tàn, đốt sạch. Hay lắm, thưa bà. Nhưng nếu bà thấy thi hài nào phù hợp với mục tiêu quán niệm về xác thân, thì xin cho biết. Thưa dân, bạch thầy. Bây giờ có một thiếu nữ vừa qua đời, thi hài còn nguyên, chưa biến dạng. Thân quyến mang xác cô đến Gò Thiêu với củi dầu, vân vân, và nhờ Kali thiêu xác. Họ trả tiền lễ phí rồi ra về. Trong khi cởi đồ tẩm liệm, Kali sững sờ thấy xác cô thiếu nữ xinh đẹp, vàng ống, liền nghĩ: Xác này đích thị là một chủ đề thiền quán, rất phù hợp với trưởng lão. Bà liền báo cho Kala cả biết. Sư đến xem xét thi hài từ lòng bàn chân đến đầu sợi tóc, rồi nói: Hãy ném thi thể xinh đẹp vàng ống này vào lửa, và khi ngọn lửa phủ lấy thi hài thì cho thầy biết. Nói xong, sư trở về vị trí và tham thiền nhập định. Khi ngọn lửa đã hừng hực lên cao, bà đến báo tin cho trưởng lão. Sư đến quan sát thi thể và thấy thân xác nàng như một con bê thui, chân cẳng thò ra lủng lẳng, hai tay co quắp đen nám và không còn một chút da nào trên trán. Trưởng lão suy nghĩ: Thân hình này có thể đã làm cho bao người đắm đuối, quên đi chữ nghĩa thánh hiền. Nay lại tới hồi suy tàn, tới kỳ quý diệt. Trưởng lão trở lại am tranh thiền quán, trực nhận ra lẽ vô thường sanh tử và an vui niết bàn. Các pháp là vô thường, bản chất là sanh diệt. Sanh diệt đoạn diệt rồi, tịch diệt ấy là như. Lời kệ vừa thoáng qua đầu óc thì trưởng lão Kala cả liền chứng quả A-la-hán. Được tin Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn dân du giáo hóa nay đã đến thành Setavija và vào rừng Simsapa, các bà vợ của Kala út liền nghĩ: Thế là chúng ta sẽ bắt lại chồng. Họ tổ chức lễ trai tăng, thỉnh Đức Thế Tôn và đại chúng đến thọ thực. Kala út được phái đến chỉ đạo sắp xếp bàn ghế, và vừa trông thấy sư, các bà lên tiếng trêu chọc: Sư làm gì đây? Chỉ sớ rớ hả? Sư lấy quyền gì chỉ tay năm ngón? Ai cho phép sư khoác áo sa môn? Sư đến đây với mục đích gì? Họ vừa trêu tức vừa ôm xé y phục của Kala út, khoác lên mình sư một bộ đồ màu trắng, đặt lên đầu sư một vòng hoa, rồi xô sư ra ngoài nói: Đi thỉnh Đức Thế Tôn đến đây, tránh chỗ cho chúng tôi thiết lễ. Không bận tâm về vấn đề y phục, Kala út đến thỉnh Đức Thế Tôn chứng trai.
Khi thọ trai xong, các bà vợ của Kalaka tự nghĩ: các bà thê thiếp của Kala Úc đã giành được chồng, chúng ta cũng sẽ giành được chồng. Thế là họ cung thỉnh Đức Thế Tôn và đại chúng thọ trai ngay hôm sau. Nhưng lần này một tỳ kheo khác đến chỉ đạo sắp xếp bàn ghế chứ không phải là Kalaka, nên các bà không có cơ hội gần gũi sư. Trong khi chứng trai, đại chúng mới phát hiện ra rằng Kala Úc có hai bà, Kala Thứ bốn bà và Kalaka tám bà. Một số các sư thấy khó chịu đứng dậy ra về, số khác thì tiếp tục thọ trai, còn Đức Thế Tôn thì an nhiên tự tại dùng bữa như thường. Xong việc, các bà thưa: bạch Thế Tôn, thỉnh ngài về trước, Kalaka có đôi lời cảm niệm rồi về sau. Đức Thế Tôn mỉm cười hồi hướng công đức rồi ra về. Khi ngài ra tới cổng làng, đại chúng thắc mắc nói: Đức Thế Tôn hôm nay thế nào á? Ngài làm vậy là vô tình hay cố ý? Hôm qua Kala Úc đến trước và thế là hết đời tu sĩ, hôm nay sư khác đến thì không sao. Bây giờ trưởng lão Kalaka ở lại, sư ấy là người đức hạnh chân chánh, nhưng liệu họ có kết thúc cuộc đời tu hành của sư ấy không? Nghe các sư thắc mắc, Đức Thế Tôn dừng lại hỏi: các thầy nói sao? Các thầy nghĩ là Kalaka không giống như Kala Úc chứ? Vâng, bạch Thế Tôn, Kala Úc có hai bà, còn Kalaka có tám bà. Nếu tám bà bao vây tóm gọn Kalaka thì thầy ấy sẽ ra sao, bạch Thế Tôn? Đức Thế Tôn nói: này các thầy tỳ kheo, đừng nói vậy. Kala Úc lúc nào cũng bận rộn, xông xáo và nghĩ đến dục lạc. Kalaka thì trái lại, không mong cầu lạc thú, tâm hồn an nhiên bất động như một núi đá kiên cố. Ngài đọc kệ: ai sống theo lạc thú, không giếp hộ các căn, ăn uống thiếu tiết độ, lười biếng kém siêng năng, sẽ bị ma dương kéo như cây yếu gió quặn. Ai sống quán bất tịnh, nhiếp hộ được các căn, ăn uống có tiết độ, thành tín và siêng năng, ma dương không chuyển nổi như núi đá gió quặn.